Họ là những người hùng, lực lượng hỗ trợ làm việc ở tuyến đầu, và bạn có thể đền đáp họ bằng cách hoàn thành thống kê dân số 2020. Dữ liệu thống kê giúp hoạch định ngân sách cho bệnh viện, phòng khám và dịch vụ cấp cứu trên toàn quốc. Số liệu thống kê chính xác giúp các quan chức y tế nhận định ai có nhiều rủi ro và xác định nguồn lực cần thiết để bảo vệ cộng đồng. Hoàn thành thống kê tại 2020census.gov và giúp định hướng tương lai. Trả lời ngay bây giờ tại 2020census.gov/bi.